Vâng, xin kính chào mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã tiếp tục quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Vâng, thì trong buổi chiều muộn ngày hôm nay thì Tuấn Anh ô tô Hải Phòng lại tiếp tục lên sóng được quý vị các bạn một số những cái dòng xe 4-5 chỗ ngồi từ vài chục triệu đồng cho đến vài trăm triệu đồng. Anh em nào quan tâm về những cái dòng xe sedan, hatchback 4-5 chỗ ngồi thì hãy liên hệ ngay cho em để được cập nhật. Anh em nào lần đầu tiên xem video của em thì có thể là kết bạn Zalo với em qua hai số điện thoại 0816662386 hoặc 0971255863. Đấy cũng là hai số Zalo cũng như hai số hotline chính của em. Em sẽ gửi cho các bạn về hình ảnh đăng ký đăng kiểm của từng chiếc xe một. Vâng. Thì các bạn nào lần đầu tiên xem video được của em thì có thể cho em một lượt like, một lượt đăng ký các bạn nhé. Vâng, hôm nay thì cái dòng sedan này thì em cũng mới về thêm hai con. Hai chiếc, hai mẫu xe đó là một chiếc Lazetti CSE nhập khẩu đây, mới đang ngồi vào chuồng đây. Chiếc xe đang đeo biển 30F17846, sơn xi màu xanh đá, sản xuất năm 2009. Con này là bản số sàn máy 1.6, xe rất là đẹp. Trang bị đầy đủ đồ chơi rồi, màn hình Android mười mấy 20 triệu rồi, nội thất rất là đẹp, đèn bi salon siêu sáng. Hiện tại chiếc xe này bên em đang bán là 223 triệu đồng nội thất của chiếc xe. Thì anh em thấy đây, các bạn nhìn thấy đây, nếu mà trời nó hơi tối tối một chút thì các bạn có thể chưa nhìn rõ được cái nội thất đen các bạn nhé. Đấy, trần nỉ nguyên bản này, màn hình đây các bạn nhìn thấy, màn hình rất là to dài đây, rất là đẹp, chỉ với 223 triệu đồng thôi. Bên Tuấn Anh ô tô sẽ bao rút hồ sơ cho mọi người cũng như là hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc cho mọi người về cái chiếc Daewoo Lazetti SE này các bạn nhé. Đấy, cái đèn của nó rất sáng này. Biển Hà Nội, anh em khu vực Hà Nội, Sài Gòn mua chiếc xe này cũng khá ok, không mất hơn 20 tiền vào thành phố. Tiếp theo thì chúng ta lại đến với một chiếc xe Daewoo Lazetti CDX sản xuất 2010. Con này thì cũng là một chủ từ đầu, biển Hà Nội 30U8015. Với giá tiền thì bên em đang chào bán chiếc xe này là 255 triệu đồng, bao rút hồ sơ, bao vận chuyển toàn quốc các bạn nhé. Đấy, trời nó hơi tối còn đánh điện thôi các bạn nhé. Các bạn có thể xem qua phần ngoại thất bên ngoài và biển số thì các bạn có thể là kết bạn cho em. Em sẽ gửi cho các bạn về video chi tiết về từng chiếc xe một. Vâng, cái chiếc xe số tự động này thì được trang bị là bản 8 túi khí xuất Trung Đông các bạn nhé, rất là đẹp. Và bên cạnh đây thì chúng ta tiện ở đây chúng ta quay luôn về cái chiếc xe 7 chỗ này, đó là một chiếc Chevrolet Vivante, một mẫu xe 5+2 sản xuất 2008, bản đủ máy 2.0, một mẫu xe gia đình tư nhân chính chủ, không taxi dịch vụ, một mẫu xe khá chất lượng với giá tiền chỉ hơn 100 một chút thôi. Đấy, chỉ có 165 triệu đồng các bạn đã sở hữu ngay một em mẫu xe 5+2 các bạn nhé, trang bị đầy đủ tính năng an toàn rất là đẹp. Thì tiếp theo thì chúng ta lại đến với một chiếc Hyundai Getz 2010, phiên bản số sàn máy 1.1, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Chiếc xe đang đeo biển 15A34917, trang bị 4 bánh đa đúc, đăng kiểm dài. Đấy, chiếc xe hiện tại đang chào bán với giá là 169 triệu đồng. Đấy, 169 triệu đồng cho một chiếc xe Hyundai Getz 5+, một mẫu xe 5 chỗ ngồi. Đấy, rất là đẹp cho mọi người, các bạn nhé. Tiếp theo thì chúng ta lại đến với một chiếc xe Kia Bride 2008, phiên bản số sàn, xe nhập khẩu máy 1.4. Con này đã rút hồ sơ rồi, về chỉ việc bấm biển vào tên thôi. Giá tiền bên em đang bán 175 triệu đồng. Và đây cũng là một mẫu xe mới về đây, đó là một chiếc Daewoo Gentra, một chiếc xe sedan hai đầu, form dáng kiểu cách đẹp, đời 2009, với giá tiền bên em đang bán là 152 triệu đồng. Chiếc xe được trang bị 4 bánh đa đăng đúc, 4 dàn lốp mới tinh, đăng kiểm dài, biển Hà Nội 30A29330. Một chiếc xe sedan hai đầu, máy 1.5, xe gia đình tư nhân chính chủ, đời 2009 các bạn nhé. Vâng, thì bên dưới đây thì cũng mới về thêm một chiếc 7 chỗ số tự động nữa, thì Tuấn Anh quay luôn. Đó là một chiếc Mazda Primacy sản xuất 2003, phiên bản số tự động máy 1.8, một mẫu xe 7 chỗ. Đấy, số tự động màu đen rất là đẹp, con này khá đẹp và zin. Nói chung là con này thì về chất lượng xe cũ còn khoảng tầm đến 50-60% gì đấy. Giá tiền bên em đang bán chiếc xe này chỉ có là 179 triệu đồng. Con này cũng có video riêng rồi. Quý vị chị và các bạn nào quan tâm thì có thể là alo ngay cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Một chiếc Mazda Primacy, rất đẹp. Bên cạnh đây thì chúng ta lại về thêm một chiếc xe sedan hai đầu, giá chỉ có hơn 100 một tí. Đó là một chiếc xe Daewoo Lazetti, xe Việt Nam sản xuất 2005, máy 1.6,
chiếc xe đang đeo biển Hải Phòng tên tư nhân, không taxi dịch vụ, đang kiểm dài. Con này thì bốn lốp mới tinh các bạn nhé, bốn phanh, bốn lốp mới tinh, bốn la đang đúc, đấy, biển Hải Phòng khá đẹp. Với giá tiền bên em đang bán chiếc xe này là 125 triệu đồng, 125 triệu đồng cho một chiếc xe Daihatsu ZT đời 2005, xe còn quá là chất luôn, máy thì gấu luôn, đấy, gầm chắc. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc Mazda 3 đời 2016 phiên bản số sàn, máy 1.6. Chiếc xe đang đeo biển là 15A58255. Chiếc xe này hiện tại bên em đang chào bán với giá tiền là bao nhiêu ạ? 495 triệu đồng. Bên Tuấn Anh có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc. Một chiếc Mazda 3 đời cao, số tự động, máy 1.6, còn zin hết toàn tập. Đấy. Quá đẹp cho mọi người. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc Toyota Vios 2015 phiên bản số tự động bản G xịn. Chiếc xe đang đeo biển Hà Nội 30F99364. Vâng, một chiếc xe Toyota Vios 2015 bản G máy 1.5 số tự động. Một chiếc xe khá đẹp, với giá tiền bên em đang bán là 415 triệu đồng, 415 triệu đồng để sở hữu ngay một em Toyota Vios 2015 phiên bản số sàn, phiên bản số tự động bản G các bạn nhé, đăng kiểm dài đến tháng 1 năm 2020. Con này biển Hà Nội, anh em khu vực Hà Nội, Sài Gòn mua chiếc xe này cũng khá là ok, màu vàng cát. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Fiat Sela HNX sản xuất 2003 phiên bản số sàn máy 1.6. Chiếc xe đang đeo biển Hà Nội 29A86690. Và chiếc xe này hiện tại bên em đang chào bán là 80 triệu đồng, 80 triệu đồng để sở hữu ngay một chiếc xe Fiat Sela HNX các bạn nhé. Vâng, rất là đẹp. Một mẫu sedan hai đầu, một mẫu xe tập lái, quá ok cho mọi người luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc Hyundai Venna sản xuất 2008 phiên bản số sàn, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Chiếc xe đang đeo biển 14A29683. Một chiếc xe Hyundai Venna, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, máy 1.4. Con này hiện tại bên em đang bán là 155 triệu đồng, 155 triệu đồng các bạn đã sở hữu ngay một em sedan hai đầu đời 2008, xe nhập khẩu, trang bị đầy đủ nội thất, màn hình, gương kính chỉnh điện các bạn nhé, bốn cánh kịnh điện luôn. Một chiếc Hyundai Venna rất là đẹp, rất là ok, biển 14A29683 các bạn này. Tiếp theo bên đây cũng là một chiếc Hyundai Venna 2008 các bạn nhé. Con này thì cũng bán 150 triệu đồng, đời 2008 và cũng là xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Máy 1.4, rất là đẹp. Biển 14 này, 16472, một chiếc Hyundai Venna khá ok. Tiếp theo thì chúng ta lại đến với một số như dòng xe đây, còn 3-4-5 chiếc xe ở đây thì chúng ta quay lốt cho quý vị chị bạn cùng xem. Và đây là một chiếc xe Hyundai Getz 2009 phiên bản số sàn, máy 1.1, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Chiếc xe đang đeo biển 30A92996, một chiếc xe số sàn máy 1.1 đời 2009, giá tiền bên em đang bán 165 triệu đồng, 165 triệu đồng đăng kiểm dài đến tháng 7 năm 2021. Vâng, một chiếc xe Hyundai Getz khá đẹp. Quý vị chị các bạn nào quan tâm với cái dòng hatchback một đầu rộng rãi nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc này, rất là lành, bền và tiết kiệm các bạn nhé, 165 triệu đồng. Bên đây là một chiếc 2010 thì cũng bán 155 triệu đồng thôi. Tiền nào của đấy các bạn nhé, tiền nào của đấy. 155 triệu đồng. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc Chevrolet Spark sản xuất 2009 phiên bản số sàn, trang bị động cơ là máy 1.0.8, chiếc xe đang đeo biển 24A04382. Một chiếc Chevrolet Spark giá chỉ còn 80 triệu đồng. Vâng, bán tháo vốn này, tháo vốn này, đăng kiểm dài đến tháng 9 năm 2021. Vâng, 80 triệu đồng đời 2009 số sàn, màn hình DVD cam lùi đầy đủ luôn, nội thất đẹp, đăng kiểm dài tháng 9 năm 2021. Bên đây là một chiếc xe Kia Morning đời 2011 phiên bản số tự động, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Vâng, giá tiền bên em đang bán là 215 triệu đồng, 215 triệu đồng để có ngay một chiếc Kia Morning 2011 phiên bản số tự động, xe nhập khẩu các bạn nhé, màu trắng. Vâng, thì cái dòng sedan 4 5 chỗ thì hay là hatchback thì nhà em cũng còn mấy chiếc như vậy. Vâng, thì quý vị chị và các bạn xem video của em thì có thể là chụp màn hình gửi qua Zalo cho em. Những mẫu xe nào ưng ý thì các bạn có thể là gửi cho em sẽ gửi cho các bạn hình ảnh đăng ký đăng kiểm, video clip từng chiếc xe một các bạn nhé. Vâng, cuối cùng thì Tuấn Anh ô tô Hải Phòng xin cảm ơn tất cả mọi người, do trời tối thì Tuấn Anh chỉ quay như vậy thôi.
Đấy, nếu anh em nào thích thì có thể gửi qua Zalo, em sẽ gửi chi tiết cho các bạn luôn. Vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người quan tâm và theo dõi kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị chị và các bạn ở những video tiếp theo.